rồi về chừng nào qua lại. chừng khoảng chừng 2-3 tháng sau là tao mới qua lại rồi, qua cái mùa thuế tao mới qua lại rồi. Tao ở bên tao chán quá rồi, rồi Nghe nói một tao cách khác chẳng nữa thì cái tiểu bang của anh thì em cũng biết rồi, nó vừa tuyết vừa lạnh mà nó vừa vắng người, nó thành ra sống ở đây cũng cả gần cả năm rồi, 9 tháng ở đây. Thì anh về thì anh có chủ trương, chứ anh về anh nói nghe là anh có chủ trương rồi, nhưng mà anh sống đây tự nhiên anh cảm thấy thích thích ở chứ là em mày nó ngộ mày, lúc mà kẹt xe tao thấy tao cũng thương nữa mày, anh ngộ ấy. Bây giờ tao về bển được tao cảm thấy không có cái gì kẹt xe tao quá, tao không buồn cái kỳ cục nghe vậy đó. tao đồn, nghe tao đồn anh có bà nhỏ ở bên Việt Nam mà. Tao tới 63 bà lần mà đâu có cần gì phải đồn được, nhiều lắm, nhiều bà lắm, tỉnh quận nào cũng có chứ trời á. Ừ, từ đây Sài Gòn, Hà Tĩnh, Đồng Nai, nói chung là tỉnh nào từ Phú Yên rồi Hà Nội rồi nói chung là chỗ nào cũng có chứ trời. Ừ, đồn là đồn mà hơi sức tao là tơ mua luôn ta hơi chứ đâu rồi sẽ nữa. Ok nói đi rồi chừng nào em về. Thu xếp anh ơi, từ từ thu xếp xong Chung là chưa xong phải không, coi như công việc nhà chưa xong phải không, chưa xong còn chưa rồi, nhưng mà quyết tâm, ý tao nói là mày là quyết tâm rồi phải không, có nghĩa là tâm xong xuôi hết em biết về rồi. Ok ta xong ta đã biết mày đi chọn nơi, ta thấy mày đóng đinh rồi dựa cột, có nghĩa là về là có nghĩa là đã đất đai đầy đủ thổ cư các cái đầy xong rồi, có gì để tao biết mà. Thì nói thẳng là cái xu hướng thời đại này bây giờ anh thấy ở Việt Nam mình là ok nhất. Ok đây là cái vấn đề, là vấn đề ổn định chính trị là một, là về vấn đề thời bình rồi vấn đề làm ăn nè. Mặc dù ta thấy ở đây ở Việt Nam theo ta nghiên cứu mặc dù hiện giờ trong tất cả các nước trên thế giới đều bị lạm phát, bị công ăn việc làm, đó là tình hình chung thôi, nhưng ở Việt Nam ta vẫn thấy ta còn còn lay lắt được, vẫn còn kiếm tiền được, đó là mình không bàn cãi bởi vì đó đâu cũng vậy mà. Ừ kêu bây mà giờ có tao có em nói riêng đi, anh ở đây cả đúng rồi ở đâu cũng vậy thôi. Mỹ này này thì nó cũng đang gặp khó khăn đây, công ăn việc làm rồi Rồi cả thì lên giá, thì ở Việt đúng Nam nó cũng rồi thế, nói chung là cái cũng khủng thế hoảng thôi, chuyện tình hình chung mà. nó tính toàn cầu, thì từ từ thì cái hậu quả của cái mấy năm Covid thì bây giờ nó mới thể hiện rõ, thì nó rồi từ từ nó cũng qua thôi. Rồi anh hiểu, Khó khăn thì nó mà sao hồi xưa ta không nghĩ tới điều này, nhưng mà những lúc gần đây khi về Việt Nam sống ở đây rồi mình mới thấy được điều này. Cái người Việt Nam thực sự là mình cảm thấy là vô tư thiệt á, sao họ mới sống được cơ. tao tại vì á, thực ra về cái tâm lý á là những cái gì của ở Việt Nam nó thuộc về của anh, nó thuộc về anh Đúng rồi rồi, anh đúng rồi đúng rồi thấy đúng rồi thú với những cái mà anh thuộc về. Chứ còn ở Mỹ đôi lúc anh lại thấy anh chơi với, anh chơi cái bời gì, cái gì cũng không thuộc về mình cả, đúng thì rồi có đúng rồi, từ từ nhất từ nhà, từ cửa, từ nói chung tất tần tật, từ phone, từ gì bây vậy nó giờ không phải thuộc về mình. tốt mà, anh sống ở Mỹ anh cũng sống tốt được mà, đâu có sao đâu, nhưng mà điều có một cái là mình cảm thấy nó không thuộc về mình thôi, chứ ở nước Mỹ ok mà. Mỹ ok, Anh hiểu gì đó chứ. ai cũng mơ qua Mỹ hết, nhưng mà riêng mình nó thì mình ở rồi thì mình mới rút ra một cái khái niệm là Việt Nam nó vẫn thuộc về mình và mình thuộc về nó, vậy thôi. Đúng rồi. Mình sống tốt thì anh em mình ở đâu sống cũng tốt cả, Chính chứ xác. đâu cái vấn đề cơm áo gạo tiền mà phải lo lắng rồi nữa anh, hết rồi. Bây giờ chỉ sống thời gian còn lại muốn gì làm đấy, vậy thôi. Chính xác. Anh thì không còn Còn lo nghĩ tới cái chuyện kia nữa, chuyện cơm áo gạo tiền thì anh không cần nữa, anh đâu có còn lo nữa đâu. Anh chỉ chọn cái nơi nào, ý anh muốn nói là anh muốn chọn cái nơi nào anh cảm thấy anh vui, bởi vì cái đời cuộc sống của tao với mày chẳng còn bao lâu nữa, cho nên vì đó là mình chỉ cần vui và mình hạnh phúc ở nơi mà mình đến là được rồi. Còn cái chuyện về mà ăn bắp, sáng ra ăn trái bắp luộc đó, nó cũng đủ bữa rồi, đâu có gì trời đâu. ơi tao đâu có gu mày, tao ăn phở mày ơi, đâu có gu gì, phở Việt Nam là tuyệt vời, khổ không biết đâu được, Ngày một ngày 10 đô ăn không hết, khổ lắm, tô 40.000, 40.000 như 2 đô thì sướng. tuy nó có
này vậy kia, nhưng mà nó thuộc về mình vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Ở Đúng rồi đâu em, nó chính thuộc xác vậy. Giờ ta mới hiểu cái chân lý mà nói, ta mới nói, cái gì mà thuộc về mình cảm thấy hạnh phúc và mình cảm thấy là mình vui hơn, sướng hơn. tuy nó không được hào nhoáng, nó không được danh giá, nhưng mà nó là của mình, nhưng mà Chính dù gì xác. nó cũng của mình vậy Đúng. thôi. Chứ bây giờ nếu mà anh đem so Việt Nam với Mỹ thì sao? Việt Nam bị so với Mỹ được, Mà thằng nào mà nhưng nói mà câu đó là đúng rồi, thằng là vừa Việt Nam đầu óc tàu được hũ bà, nhưng mà tao chứng minh được hơn nhiều thứ lắm. nó hơn nhiều chứ, nhưng mà nó không thuộc về mình. Còn Việt Nam nó có sần sùi, nó có xấu xí đi nữa, nhưng mà nó là của mình Chính vậy xác. thôi. Ok, có một câu đó hay. À, thế thì em có theo dõi cái vụ APEC gì không em? Mấy cái đó lớn quá, mình đâu có Mình biết với gì người đâu mà dân theo. mình nhìn qua khách quan thôi, mình nhìn tới nhìn lui thôi. Nói chung mấy ông gặp nhau rồi nói đấu láo lếu vậy thôi, chứ có cái gì thật đâu. Chính trị mà hơi sức đâu mà quan tâm, em ít bao giờ em quan tâm tới mấy Tao cũng cái. chẳng bao giờ quan tâm mà tao lên tao đây là tao chỉ tiếu táo cho nó vui thôi, chứ còn thực chất thì Đây là mình chính đâu. nó mệt mỏi lắm, nhất là chính trị Mỹ là còn mệt mỏi hơn nữa. Mà thấy vậy mà không phải vậy nó tùm lum tà la chứ tao cũng không màng tới, bởi vì ô mẹ tao bàn tao lo thân tao chưa xong ở rồi mà nói chuyện cho người ta chứ nó mệt phải không Thế à. cuộc sống nó đâu có giống cuộc đời đâu, nó đâu phải một cộng một là hai đâu, Đúng rồi. đâu phải vậy. Nó đủ đủ kiểu, tùy mình thôi, tùy mình nhận định, tùy mình đưa ra cái quyết định cho mình đó, vậy thôi là đủ rồi. Chứ còn Rồi. bao la quá mày nọ chuyện to lớn ở bên đây anh chẳng bao giờ quan tâm tới ba cái Tao cơm bên áo tao bài. cũng vậy. Tao cũng chẳng quan tâm bất cứ một chuyện gì cả. Tao quan tâm là cái cuộc sống của tôi thôi, của tao thôi. Ngoài ra những cái chuyện mà khi về về đây, bởi vì những cái chuyện mà lớn lao mình không cần phải lo, bởi vì có những người khác lo thế cho mình rồi. Đời, đơn giản. Mình chỉ nhìn nhìn ngó ngó chút vậy thôi, Ok cũng à, thế, làm biết cái gì đâu rồi vậy thôi, chứ có gì giờ chỉ cần anh vui là được rồi, anh sống đâu anh ờ hạnh tao phúc. tao về mày thấy anh thì người ta thường thường gần khác người ngoài họ anh thấy anh về Việt Nam anh thấy anh có vẻ trẻ hơn và khỏe hơn, mà thật chất vậy là bởi vì khổ cái nỗi là mình người châu Á cho nên vì đó đi đâu mình cái sống ông cha tổ mình từ cả hàng mấy trăm năm rồi. Mình ở một cái xứ ôn đới rồi anh về bởi cái da nó xấu lắm mày ơi, bị nó khô đó, bị nó lạnh mà lạnh khô lạnh mặt mày anh nó nứt nẻ rồi xong rồi da dẻ nó chẳng có hồng hào, anh về đây anh chạy tứ lung tung trên trời mà không bình và anh vui lắm mày. Chạy đen thui lùi anh về mà khỏe. Cái điều quan trọng á là anh về tới Việt Nam anh cảm giác là anh về cái nhà của anh cảm thấy thoải Đúng, mái, đó, nó hầu có một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình không thể nào mình phủ nhận được. gặp gỡ Khi về Việt Nam con người, cái cảm giác mà ngồi trên phi cơ mà nghe nó sắp sửa đáp xuống sân bay tân nhất á, con người mình nó kỳ lắm mày. Nó kỳ cục lắm. Đó, nó vậy đó. Nó cái nao đó là nao ờ. cái Cái đó phước là của hạnh phúc đấy. cái đó là cái phước của anh, là anh có chỗ để quay về. Có nhiều người không muốn về mà về đâu có được đâu, cái Đúng đó là rồi. cái phước của anh. Nên anh tận hưởng đi, tận hưởng hết những cái gì mà mình muốn. À, thì chỉ có Việt Nam nó mới nằm trong cái bàn tay của anh có Đúng thể rồi, về đúng lại. rồi. Anh cảm em, anh cảm ơn mày nói mỗi câu rất ư là chí lý, rất là thuyết phục. Rất là thuyết phục. Mà từ xưa thì chẳng ai dám nói cả. Có nghĩa là có nhiều người họ về Việt Nam mà khi qua bển họ là vẫn chửi như thường. Mà đối với anh thì không phải. Đối với anh về đây giống như máu thịt, giống như xương cốt vậy. Ngồi trên máy bay mà nói chúng tôi đã hạ thấp độ cao và chúng tất cả mọi người đeo xích đeo lại và đã là tôi người tao nó nhảy dựng lên trên ngoài đến kỳ vậy. Khoái vậy tôi cười, tao không cần biết tao về tới nơi là tự nhiên con người tao nó tung tăng rồi, bởi vì 9 tháng vừa rồi tao là tao tao tung tăng khắp mọi miền đất nước, mà chỉ có những cái điểm mà tao chưa đi được là tao sẽ đi, là bởi vì em Em nói nghĩ đi. anh ở Việt Nam hợp hơn, anh về bển có thể anh sống già hơn. Cái cuộc mà con cái người già mà người ta cần cái tinh thần nhiều hơn, mà anh cảm thấy ở bên đó thoải mái là được rồi.
Với lại anh có nhà có cửa anh đâu có còn cái lo gì đâu, cho nên tại vì anh rất là thoải mái. Đúng rồi thích là dắt ba lô đi chơi đó. vậy là tắm rồi, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mà cái quan trọng á là ở bên Việt Nam anh chủ động được, còn ở bên đây là làm gì làm anh không, anh cũng mất cái thế chủ động và anh cảm thấy cuộc sống anh nó bị chênh, nó không có thăng bằng thì thôi. Tại vì cái đó là anh thích, anh muốn vậy. Còn có nhiều người ta không thích thì người ta vẫn nói, ừ tôi ở Mỹ tôi rất là thăng bằng, về Việt Nam tôi trong chân, thì cái đó là ý của họ đó. Tại vì anh cảm thấy Việt Nam thuộc về anh là ok rồi, còn người ta là vẫn là Mỹ, Mỹ thuộc về họ thì cứ họ có đôi Cứ lúc cho họ là vậy muốn đi. tình hình có thể là mỗi nhà mỗi cảnh, có nhiều khi cũng muốn muốn mà làm đâu có được. Anh đâu có bây giờ em nói thiệt với anh á, muốn về Việt Nam sống đâu phải là dễ đâu. Đâu có Thì anh dễ, đâu có dễ. nói Cái điều đó nhiều người tao thích nhiều khi người ta anh. cũng không muốn nói ra, nhưng cái điều kệ, họ muốn nghĩ thì nghĩ, hay mình nói ra thì họ nói là mình bưng vô làm đủ trò, chứ mà tao nhức đầu, tao không thèm nói ra. Nhưng mà đâu, Đầu quá. nói một cách như mày rồi vừa nói, tao cũng tiếp tục luôn. Về Việt Nam mà sống như tao không hề dễ, Đâu có dễ không đâu. hề dễ, dễ không có dễ. Đừng tầm bậy, đừng nghĩ sai lắm rồi, đâu 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 đơn giản gì đâu. Em nói thiệt, về Việt Nam nó phải có một cái tâm thế gì đó mới về được, chứ còn ở bên đây anh cũng không ra gì hết. Rồi về Việt Nam rồi anh sống làm sao, nó ở đâu Đây. cũng phải làm, cũng phải có cái sự chuẩn bị, cũng phải có cái quan hệ. Đây thì có một comment của Hoàng Nguyễn, không biết ai, nhưng mà có điều đó về y tế à, khỏi lo. Ở đây về đây mua bảo hiểm y tế có sẵn luôn, mua thường có, mua cao cấp có, mua dịch vụ có, đầy đủ cả ở đây. Và nói về chi phí thì nó rất là rẻ hơn mình nghĩ rất là nhiều. Ở đây Bây là ta giờ mua, ta mua bảo hiểm y nói tế rồi, nhưng mà mua bảo hiểm y tế bình thường thôi là như là 946.000 một năm. 946.000 một năm thì như vậy thì chưa được 50 đô. À, đó là dịch vụ bảo hiểm y tế bình thường. Bảo hiểm y tế cao cấp, ví dụ như là Hoàng Vũ thì mà chơi mẹ nó 4 triệu, mẹ nó năm đi, mẹ 200 đô đi. nha, Trời mà ơi, anh á, được. Nam sống lâu dài á, anh nên mua cái gói bảo hiểm khoảng 1.000 đô một năm đi. Không, đại khái đi ta muốn phản biện với một cái anh chàng nào dưới này nè, nói là về làm sống chứ, nhưng mà bảo hiểm y tế thì khái ở Việt Nam có đầy đủ. Và thậm chí mình nói một câu như vậy, có nghĩa về những cái nơi mà dụ vùng cao vùng xa đó thì bảo hiểm y tế nhà nước lo 100% luôn. Anh mổ tim mổ thận mổ con mẹ gì làm được ở đây nhà nước lo hết, nói hẳn như vậy. Đừng có chê bai, bây giờ bảo hiểm y tế Việt Nam cũng là rất là good Ở rồi. đâu đó quốc gia nào cũng có cái chính sách mà hỗ trợ cho người nghèo hết. Đúng Thí dụ rồi, như những người low income ở lên bên đây thì họ được cái Medicare là gần như là miễn phí, thì ở đâu cũng có hết. Ở Việt Nam nó ừ cũng vậy, những gia đình mà thu vậy nhập thôi. không thì vẫn có cái bảo hiểm đó, hoặc là những người trên 70 hay trên 80 gì đó là được bảo hiểm phí rồi. Đấy thì Rồi. em nghe một cái trường hợp thì em có ông bạn nó chuẩn bị là cuối năm nay cũng về Việt Nam, ông ở luôn đó, Đúng rồi, với xuống bạn mà xuống thời đại 65 tuổi làm cái Medicare thì ông có thu nhập, ông có tiền hưu tiền đồ thì nó bắt ông đóng 170 đô một tháng. Mà cái Medicare mà phải đóng thêm tiền, tại vì ông có thu nhập anh, thì ông nói thôi thôi tôi không làm, 170 đô để về Việt Nam tôi bỏ ra 1.000 đô tôi mua một năm, tôi mua bảo hiểm bên Việt Nam 1.000 đô một năm là ngon lắm đó anh. ngon lắm á. Ấm á, là thí dụ như ổng mới liên lạc với mấy cái bệnh viện tư anh ở bên Nam, bác cứ về đây có nhiều gói để bác lựa chọn. Nhưng mà tôi nghĩ một tháng mà bỏ ra 100 đô cho sức khỏe, mà với cái tiền hưu đồ họ ở Mỹ có thì nó tốt lắm anh, thì ok, không không có gì phải lo. Tại vì cái Đâu có bảo hiểm sao là đâu. cái mà khi mình bỏ ra nhiều tiền thì mình thụ hưởng càng nhiều, thế thôi. Còn cái Đơn bảo giản hiểm mà. là gần như cái bảo hiểm đó của chính phủ họ bao cấp, chứ có cái bảo hiểm gì mà một năm mà chưa đến 50 đô đấy. Thì nói chung là cái đó là cái basic của cái mức của chính phủ. Còn nếu anh có tiền anh bỏ nhiều vô thì tất nhiên là cái thụ
thưởng anh cao hơn, anh được vào những bệnh viện tốt hơn, thuốc men tốt hơn. Đó thì ông nói thôi, tôi đâu có làm cái Medicare ở Mỹ làm gì, tại vì tôi về Việt Nam sống nên tôi về Việt Nam tôi xác định tôi bỏ ra 1 năm 1.000 đô là ok. Mà 1 năm ở Việt Nam mà bỏ ra mua bảo hiểm 1.000 đô là good lắm á anh. Good lắm. Còn cơm dân nước rót á, người hầu hạ tận răng đấy. Hầu hạ tận răng á. Ở Mỹ làm gì được? Ở Mỹ làm gì được? Tôi khẳng định luôn 1.000 đô mà nếu mà mua bảo hiểm sức khỏe ở Việt Nam thì anh rất là ok. Rồi, Thì Hoàng Nguyễn nói gì đây? Anh vào mấy bệnh viện tư ở Việt Nam đi rồi anh thấy đâu có thua gì Mỹ đâu. Cực kỳ. Nội quan Hoàng, Hoàng Mỹ thôi mà đã là xỉu rồi. Hoàng Mỹ thì nó mới bậc trung thôi. Anh vô mấy cái bệnh viện như CovinMed nè, hoặc là vô cái gì tâm tâm gì đó. Ồ, đẹp lắm, bệnh viện sạch sẽ đẹp. Thì tiền nào của nấy tiền thôi nào anh bỏ ra. của nói thôi, chuyện mệt quá. Thiệt là nói với Hoàng Nguyễn, tao biết Hoàng Nguyễn gì không biết được cái điều là tao mua bảo hiểm là khuy phí lắm. Bởi tao từ xưa tao không bị bệnh, nó hẳn là vậy. Mà từ xưa tao ở Mỹ mấy chục năm, tao cũng mua cũng như kiểu là mua để cúng nó thôi. Thực tế có bao giờ mà vô bao giờ đâu, Thì lâu lâu anh khổ đi khám. vậy. Tao chưa bao giờ vô bảo hiểm, chưa bao giờ bệnh viện, mà chưa bao giờ làm cái gì đó mà để mà thành ra người ta mua. Tao thấy nó hơi phí. Về Việt Nam tao mua cái kiểu là giống kiểu như là 946.000, tao mua để bởi vì khi làm chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì tao muốn nó giống kiểu gì nó work trong cái system á, có nghĩa là nó để trơn trơn tru là không, tao mua thử thôi. Chứ là anh không ở Việt Nam thường xuyên, cứ đi đi về về đi đi về, cho nên ra anh mua vậy thôi. Còn nếu tao ở Việt Nam mà mẹ ở mà ở định cư thực tế mà không được, tại vì tao còn vợ còn con còn cháu còn ngoại chồng nội tùm lum tao bệnh, thì đương nhiên là phải đi đi về thôi. Có gì tao mua mẹ nó 1.000 đô hoặc 2.000 đô nghĩa địa gì 1 năm lận. Còn huống chi bây giờ tao về năm 9 tháng đây, mà trong khi đó chín mỗi tháng ở Việt Nam tao cũng đóng 200 mấy chục đô, mà tao đâu xài đâu mà vẫn cứ rút tiền ra đâu. Ở Mỹ Em nói đi, thì em anh nói mới mới đi về nè, thì cái 6 tháng em đi 1 lần đấy đó, vậy thôi, mệt mệt vậy thôi. Chuyện 6 tháng đó làm là thôi cái chứ khả năng của mỗi người mỗi cái mệt. thì nói chung là về Việt Nam á, thì nó cái giá nó thẳng luôn, cái giá y tế Việt Nam nó còn rẻ lắm anh ơi. Rẻ lắm, nói chung là rẻ lắm, mà chi phí y tế thuốc men nó cũng rẻ nữa. Nó thẳng là rẻ. Còn nếu Và mà có nhiều, mà cái tâm lý của người Việt Nam nó buồn cười ở chỗ này là họ không bao giờ họ đi bác sĩ chứ. Họ ngồi họ như không cái có tiệm thuốc tây của họ, cái tiệm thuốc tây là bác sĩ của họ luôn rồi. Ví dụ họ nhức đầu hoặc là họ bị cảm, họ ra cái tiệm thuốc tây hỏi tao xong qua tao sửa mũi nhẹ mũi là tự động nó kê thuốc rồi nó bán thuốc về uống uống là xong rồi. À, hầu không bao như họ không bao giờ đi bệnh viện hết, mặc dù họ có bảo hiểm y tế. Nó kỳ cục chứ đó. Thì thôi cái chuyện quan trọng gì đó đâu, bệnh ai nấy sống, và cái chuyện tất cả mọi người đều cũng hiểu đó rồi, không cần phải bàn cãi. Nói gì thì nói, cái bảo hiểm y tế Việt Nam nó cũng vẫn rẻ hơn nhiều, rất rẻ hơn nhiều, nó giống như cho không rồi, cái như giá cho nó giống như cho không, không rồi. Bạn cái giá 1 năm mà 900 90 mấy mấy chục ngàn, ngàn trong khi là khoảng đó gì, tao ở bên đó 1 tháng 200 mấy chục đô, mà tôi nghĩ đi. thì nói chung là cái ok vậy, Tốt rồi. tại vì Gì nữa? là được, nói chung là có bảo hiểm là cũng an tâm anh. Mà tôi đúng đúng như anh nói á, cái giá đó mà nhiều người ở Việt Nam không chịu mua nữa chứ, Không chịu mua anh. có nhiều Mà thậm người chí không để chịu. nó buồn cười lắm. Thí dụ như nó không mua, nhưng mà bên nó bệnh á, thì bắt đầu nó đi mua. Nó kỳ á. Quái đản. Có gì anh biết sao, cái đời sống ở Mỹ với Việt Nam nó khác nhau xa lắm. Ở bên đây á, người ta cái gì người ta cũng lo lắng trước, người ta lo này kia người ta lo trước hết, chứ còn ở Việt Nam mình cái kiểu không có quen lắm, không có quen với cái bảo hiểm đó anh biết ở bên Mỹ rồi cái gì cũng bảo hiểm hết để cho cuộc sống nó an toàn hơn, còn ở Việt Nam thì người ta chưa quen lắm, ngay cả cái bảo hiểm sức khỏe với cái giá đó mà nhiều người còn không thèm mua nữa đó. Đâu có đâu, chuyện nói chuyện nhỏ, cái chuyện của bảo cái vụ cái đăng ký cái vụ mà gọi như ngân hàng Việt Nam cũng không xài,
mấy bà đem vàng với đem tiền bỏ túi xác thôi, chứ dứt khoát là không có đem vô ngân hàng gửi, vẫn còn cái tập tục như vậy đó. Vậy đó, ok, cảm ơn em. Tao nãy tao cũng nhậu mấy xị rồi, nên ra cũng mệt mệt, nhưng mà tại vì con Phượng lên nó lố láo gì vụ cái chùa rồi, cho nên ra cũng rất ấy. Cảm ơn Phong nha. Rồi nay mai nay tao tỉnh rồi, xong mai tao tỉnh tỉnh rồi có gì tao livestream tao gọi mày, ok ha. Rồi Ok, bye bye. có chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, bye bye mọi người nha. Rồi. Bye.